Vâng, em Minh Chứng Bình Định xin chào tất cả các bác. Trước mắt các bác là một con bao cũng như là men gia đình. Anh em có thể gift vào những con vang karaoke và bên em luôn phân phối cho anh. Các bác. Thì đây là dòng Classic Pro có mã là CB1400. Con này hàng bãi về. Điện 100V cho các bác. Cách đây gần nửa tháng em có bán một con là CB1000 cho một bác ở Bình Định, ở Quy Nhơn. Thì con này thì vừa về trong sáng nay. Cái dòng này là tiếng rất là sáng nha nè, nó kiểu như tiếng như ground. Rất là hay và được cái trưng bày rất là đẹp. Thì hàng bãi nó sẽ có những cái dòng là mạch vàng gold nha, rất là sang trọng. Hai cái tay quai này vận chuyển nó có bị trầy một tí nè. Đấy, cái hai kệ đó không ha, nhưng mà anh em mà đấy, hiện tại cho sơ này, còn mạch mũi rất là đẹp nha. Đấy. Thì vận chuyển đó, nó cọ sát với nhau nó trầy thôi, nhưng mà rất là đẹp. Đây là hai volume chỉnh, đây là nguồn này, rất là khủng nha. Đấy. Còn tem còn cờ đầy đủ nha các bác. Cái dòng Classic Pro này là một thương hiệu ở Mỹ, nhưng mà bây giờ hiện tại là nhà máy là nó được hàng Nhật nó mua lại và được tất cả là sản xuất từ bên Nhật. Đây, thì phía sau của nó, đây, phía sau của nó là gồm là hai cái quạt rất là êm nha, điện 100V nha các bác. Đấy. Và nó sở hữu là một cái cầu loa, một bộ cầu loa chuyên nghiệp và cầu loa thông dụng bắp chuối, hoặc là các bác có thể vặn vào và dàn vào. Và đây là những cái kết nối ly và ba lăng. Các bác nếu mà dùng AV thì em sẽ tặng kèm một, nói chung là hàng những có cái sản phẩm như thế này có ly em sẽ tặng kèm cái rắc AV cho các bác kém nha. Ly ra AV, nói chung cái sản phẩm nào mở bao nào có cái cổng ly là em sẽ có cái rắc tàng kìm cho các bác để các bác kém AV vào cái đường bông sen đấy. Rồi sau đây mời anh em xem ruột gan bên trong. Con này rất gấu, cực kỳ là nặng luôn nha, vì con dòng này dòng khủng rồi. Con này thì anh em chơi trong nhà nha, tuyệt vời lắm, trưng bày rất là đẹp. Thì con này cơ bản thì công suất nó như thế này, con này nó đánh được ở 2 ohm nha các bác, 2 ohm, 2 ohm này các bác, còn nó không kén cái lo nào hết, nó đánh được ở 2 ohm. 2 ohm thì nó ra được 1000W trên một cơn, và ở 4 ohm thì được 800W trên một cơn, và ở 8 ohm là 560W trên một cơn. Và tiếng con này cực kỳ là sáng, thì rất là hiếm nha, cũng lâu mới về con thôi. Thì giá con này là 7.300.000 nha anh em, 7.300.000. 7.300.000. Các bác nào yêu thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Đấy. Thì sáng nay về rất là nhiều dòng dây tín hiệu và dây loa cao cấp như những bộ Vương Miện này, một Kamagon này. Ngày mai em sẽ giới thiệu cho các bác một cặp loa Lenico A25 rất là mới luôn. Cặp loa này giá 8 triệu nha này. Cặp loa này nghi nhật vàng kiểu như AR4. Sau đây mời anh em xem cái ruột gan của con Classic Pro CB1400. Đây là ruột gan của con đấy này. Đấy các bác thấy rất mới không? Một cái tăng phong nguồn xịn sò rất là to. Phải nói là gần với 23 cm nha. Con này cực kỳ là nặng nha, nặng cỡ 25 kg. Và chạy là 20 sò Toshiba xịn nha. Và 8 tổ lọc nguồn. Quạt cực kỳ là êm luôn nha. Đấy. Tất cả hoạt động rất là hoàn hảo. Anh em có thể đánh con này vào hai cặp full 40. Thì công suất nó rất là lớn nha. Full 40 mà lo xịn nha. Nếu mà lo đẻo thì chắc nó ngốn công suất. Dòng lo đẻo thì lo China hoặc là lo ráp Việt Nam mình thì nó ngốn công suất. Thì anh em sẽ chơi được một cặp nha. Còn lo xịn thì anh chơi, các bác chơi hai cặp thoải mái. Đấy. Tất cả là nguyên bản, các bác thì thấy được keo của nó này. Đấy. Keo này, còn nguyên hết nha. Hàng Nhật thì anh em yên tâm xài, rất là tuyệt vời. Và tiếng cái dòng Classic Pro rất là sáng, nên anh em thích nghi sáng, tiếng sáng thì anh em chọn con này. Và đánh được ở 2 ohm 1000W trên một kênh. Đấy. Đó là điều rất là tuyệt vời. Và giá rất là hợp túi tiền để anh em chơi gia đình. Anh em có thể gíp vào những con vang như thế này, anh em nghêu nga karaoke gia đình nè. Đây, các bác có thể gíp vào những con vang dòng AV Pro, dòng B2. Nhưng mà là một con vang chính hãng. Đấy. Được nhập khẩu từ công ty HM Audio nên anh em xài tuyệt vời. Và tiếng con này vang này rất là hay. Giá thì bên em phân phối theo hãng là giá là 2 triệu đã bao ship và bao gồm dây quang chất lượng 1,5 m và một dây kết nối xuống âm ly hoặc là đẩy. Nếu các bác dùng âm ly thì các bác phải báo trước cho em là các bác dùng âm ly để em tiện mà
cứ gửi theo cái dây cho các bác kém xuống kem ly. Đấy. Và ăn thì này là có đầy đủ tất cả là này, các bác có thể này, USB, Bluetooth, Auto, AUX và cổng USB. Còn phần đây là phần chỉnh vang, là phần chỉnh bass chép thì em sẽ chỉnh hết cho các bác. Đây là phần chống hú nha, chống hú, đèn nước, hay là volume echo và volume mix, volume music, đúng không? Con vang này cái vang nhại rất là hay nha, rất là mượt và tiếng nhạc cũng rất là tuyệt vời. Rồi, combo này thì giá chỉ là có 9.300.000 thôi mà anh em thể đánh được và vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Rồi, bác nào có sản phẩm nào thì alo cho em qua số điện thoại phía trên màn hình.